Xin kính chào những quý vị khách quý cùng toàn thể những người bạn thân yêu của Hương Anh Fitness Yoga. Ban lãnh đạo tập đoàn Hương Anh xin gửi lời chào chúc sức khỏe và bình an đến cả quý vị. Kính thưa các quý vị, trung tâm Hương Anh Fitness Yoga được bà Phạm Thị Mỹ Hương sáng lập từ năm 2012. Bà là người rất yêu thích thể thao, đặc biệt là bộ môn yoga. Bà đã dành trọn đam mê, tâm huyết cùng đội ngũ ban lãnh đạo đóng góp nhiều công sức xây dựng trung tâm. Thấm thoát đã 9 năm trôi qua, hành trình xây dựng và phát triển trung tâm đã để lại cho tôi cũng như hàng chục ngàn người đã từng đến tập luyện tại Hương Anh Fitness Yoga nhiều kỷ niệm khó quên. Yoga là liệu pháp tuyệt vời để phòng và hỗ trợ điều trị bệnh, giúp cơ thể, tinh thần, thư thái. Yoga mang lại cho tôi và mọi người năng lượng tích cực, lối sống lành mạnh và sức khỏe mạnh mẽ, góp phần bảo vệ được bản thân, gia đình và bảo vệ được hạnh phúc, sự bình an cho cộng đồng và cho xã hội. Trung tâm Hương Anh thành lập đã thu hút gần 30.000 hội viên đã và đang tập luyện trong suốt 9 năm qua. Trong thời điểm đại dịch Covid diễn ra phức tạp, các trung tâm thể thao tạm dừng hoạt động như hiện nay, Hương Anh liên tục mở những lớp dạy yoga online trực tuyến, thu hút trên 5.000 hội viên trong và ngoài nước theo dõi luyện tập hàng ngày. Nhìn thấy những khuôn mặt thân thương của những người hội viên, học tập và rèn luyện tại Hương Anh, ai cũng vui vẻ và mạnh khỏe. Đó là niềm vui, hạnh phúc và tự hào đối với tôi. Hương Anh Fitness Yoga với sự uy tín và chuyên nghiệp đã đồng hành với Liên minh Yoga Thế giới, đào tạo trên 1.500 huấn luyện viên yoga với trình độ chuyên môn cao. Những huấn luyện viên đó đang trực tiếp giảng dạy và tiếp tục lan tỏa yoga đến với mọi người trong và ngoài nước. Hương Anh Fitness Yoga đã đồng hành và gắn bó với Liên đoàn Yoga Việt Nam. Các hoạt động kết nối và phát triển phong trào tập luyện yoga nâng cao sức khỏe cho mọi người dân trong nước, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam lớn mạnh, phồn vinh, hạnh phúc hơn. Ghi nhận những đóng góp to lớn của Hương Anh Fitness Yoga, bà Trần Thị Diễm Hương, giám đốc trung tâm, đã được bổ nhiệm là chủ tịch Liên minh Yoga Thế giới khu vực Đông Nam Á, đồng thời là trưởng ban tài chính, ủy viên ban chấp hành Liên đoàn Yoga Việt Nam. Tôi khẳng định, trung tâm Hương Anh Fitness Yoga là vĩnh cửu và sẽ được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Hương Anh luôn tiên phong đi đầu trên con đường sự nghiệp phát triển thể thao nước nhà. Ngày hôm nay, Hương Anh Fitness Yoga hân hoan chào đón sinh nhật lần thứ 9. Tôi xin gửi lời cảm ơn và niềm tri ân sâu sắc đến toàn thể quý vị và các bạn đã luôn tin yêu và đồng hành với Hương Anh, tạo nên những thành công đỉnh cao trong hành trình thắp sáng yoga suốt 9 năm qua. Chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành với nhau trên hành trình phía trước. Một lần nữa, tôi xin kính chúc toàn thể quý vị sức khỏe dồi dào, tràn đầy niềm vui và thành công trong cuộc sống. Xin trân trọng cảm ơn.